Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, bao giờ cũng vậy. Vào đầu canh hát, người quan họ không thể quên được tục mời nước mời chầu. Xin mời quý vị hãy uống một chén nước và xơi một miếng chầu của người quan họ qua câu hát. Mấy khi khách đến chơi nhà, đốt than quạt nước pha trà em mời người xơi. Trà này quý vậy người ơi, mỗi người mỗi chén cho em vui lòng. Vâng, xin kính mời quý vị hãy đến với ca khúc Khách đến chơi nhà qua sự trình bày của các liền chị Duy Điều, Trần Mai, Thùy Dung, Diệu Thúy đến từ đoàn quan họ thôn 8. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.